Chiều ngày 3 tháng 2, Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện Ngọc Lặc đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thảo luận về cơ cấu thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Sự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Thiết, Phó bí thư thường trực huyện ủy đồng chí cao viết trường ủy viên ban thường vụ huyện ủy phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân huyện đồng chí lê xuân hoàn ủy viên ban thường vụ trưởng ban tổ chức huyện ủy đồng chí phạm thị thu ủy viên ban thường vụ huyện ủy trưởng ban dân vận chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc huyện đồng chí phạm văn đạt ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện tham dự tại hội nghị có các đồng chí trưởng các ngành đoàn thể cấp huyện phòng nội vụ huyện các tổ chức chính trị xã hội cấp huyện đại diện ban chỉ huy quân sự huyện hiệp hội doanh nghiệp huyện thiền viện trúc lâm đồng chí phạm thị thu ủy viên ban thường vụ huyện ủy trưởng ban dân vận chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc huyện chủ trì hội nghị hội nghị đã nghe thông báo của Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện về cơ cấu thành phần số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Về số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, theo luật tổ chức chính quyền địa phương, số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 là 35 đại biểu, số đại biểu giới thiệu để hiệp thương là 90 người, trong đó huyện ủy là 5 đại biểu, chính quyền là 6 đại biểu. Các ngành là một đại biểu, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể hai đại biểu, xã thị trấn 21 đại biểu, về cơ cấu tỷ lệ nữ không dưới 35%, người ngoài đảng không dưới 10%, đại biểu tái cử 40% trở lên. Đại biểu dân tộc thiểu số tôn giáo bố trí theo hình thức thực tế tại địa phương và tính vào số lượng và cơ cấu của các xã thị trấn, đại biểu trẻ dưới 40 tuổi dưới 15%. Sau khi thảo luận 100% đại biểu đã thống nhất thông qua số lượng thành phần, cơ cấu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Ngọc Lặc nhiệm kỳ 2021-2026 theo như thông báo của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.